xuất và doanh nghiệp thiết kế chip của Trung Quốc. Phản ứng trước biện pháp mới của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hành động của Mỹ đi ngược lại với nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, tác động đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và cũng như sự phục hồi của nền kinh tế. Ngày 10 tháng 10, siêu sale thương hiệu cùng tại app Shopee và tăng thương hiệu cùng món ăn nhé.